giờ quá nên chị lại la em ạ. Chào Lê Phúc Xuân nha. Nguyễn Vinh, không lưu bố cục cũ à? Ừ nhở, toàn thế thôi, vào sau phát xếp tinh ạ. Sao tự nhiên trầm cảm này? Khuất Đâu Hiếu, tăng định bắn với game bắn hỏa thế cầu ai thì chơi chị lại? tin chưa? Hả, cái gì? Nó chỉnh được setting chưa? Chắc là được rồi đấy. Chắc là được rồi, là cái game này phải top 1 nhá. Lại còn delay tiếng nữa. Cay ấy nhở? Bình thường đã tật rồi, giờ còn tật hơn. Game này mà không top 1 thì biết lỗi tại ai liền. Lại tại ai nữa? Cái gì cũng tại Ngọc hết á. Mắt ỉa không ra tại Ngọc á. Tại Hà Má, em ở Hà Nội à? Showtime. Thôi, ở Hà Nội. Cái gì? Thằng Lê Duy Phong Cặp cặp này nô với ta cấm nha. cấm trên phết luôn, mình nhờ nè. Nô với Xin ca ta nhá. Xe người ta em. Này Ok Minh á. Quân à. Thế nhưng mà đến tận Có bây chết giờ rồi. em vẫn không biết anh làm sao bay ngoài Bà không được gọi không? em xuống sau rồi. Anh nào? Thế nhưng mà đến bây giờ em vẫn không biết là anh Tony sinh năm bao nhiêu nhá. Em cứ vãi Sinh năm cái gì 90. báo số Bác khu nhà. 90, 90, sinh năm 90 nhá. Ui. À, đông đấy. Trời ơi, nó đang cầm súng rồi. Linh ơi, thằng bên này này Linh. Ui, chị ơi, Ai cả ui, sao chị không nhỏ. nói gì? Chị nói rồi, em không nhìn nữa chứ. Khoai rồi. Ui, sao nhiều thằng nó không có súng. Anh sẽ muốn nói cố lên anh tất cả trong trường này. Chết rồi. Bay lại đây không chị hay là bay đâu? Chị chưa chết nữa nè. Người chết rồi. Bay chỗ Trên khác thì hàng đông không, lắm. lai giật lát vậy. Đồ má này bay một súng xoay xa trời missile ơi. Lúc nãy gặp boss thì Ngọc Ngọc không không nhìn thấy cái khẩu súng nó hình hình gì luôn, anh em nó màu gì luôn á, quá đớn đau luôn á. Trời ơi, súng đâu? Cái thằng kia nó là cái thằng 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 giết chị ạ. Súng phá rồi. kiếp. Ủa mình Trời nghe mic của Nguyễn ai Chí nhở? Khanh, ước được chơi chung. Nghe mic của bà Tại sao nào chị? thế giới bà Ui, chị nào ơi, chỗ tất đây. cả cái gì có luôn á, vãi cả nhau. Ui, có người luôn. Thôi xong Nó rồi, không qua nhà em này, nó không qua nhà em này, ngồi ơi. chị không thấy gì đâu á. Ngồi ơi, ngồi ơi. Chắc không Ui, đánh kịp, không đánh kịp, nói đông hai lắm, đông thằng lắm, luôn. đông lắm. Má, Thôi không vừa này sao, nó không bắt sao, chị như này. anh tôi đi xuống, tôi đi cần hết. Mẹ, thế rồi của mẹ áp xuống, phát nó bắn Sợ người, lắm. hay thật. Tôi đang ngồi xin tiếp người. Đấy, Quất đấy. Hiếu, vào mà không nhập hết người. Không kịp bắn luôn á, anh không kịp bắn thằng đó. Còn bị KS nữa. Bị sao di chuyển nó cứ khó khó nhỉ. Cái he. Lại còn KSQ nữa. Ô, có thằng mới xuống nữa. Ai trưởng Luxury à, nó kêu Luxury anh, kìa. Sao Trời chết vậy? Lục chết không vậy hoàn hoàn Thấy sao? Tôi luôn. Buồn cười Dương vậy Xuân nhau. Dũng, ngon đấy. Nó công Mark the location. Thank you. Đặt người đi anh Dũng ơi. Ê. Học trò kìa. Mấy công với ai? Mấy thằng nhóc. Ơ kìa. Thank you. Anh bờm nha, chơi thì chơi đi, tôi đừng có lại vào đau đây mà bụng rồi. đừng có vào đây mà khịa. Không phải bọn này không phải đá ai không? Không đá đâu, lúc nãy bạn em xong kêu có thằng kêu luxury. Thế nó bắn xong nó cái tên. Quá. Xong vội vàng chạy vào Quất gà đấy. Hiếu, chị ăn gì mà xinh thế?
Hài vậy. Cái gì? Vãi cả vấn như vót thôi đi ngủ đây. Sao lại chết nữa thế? Em bị bò sữa giết rồi. À, em còn hồi sinh mà lo gì? Còn ai cũng hồi sinh em với.